À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Các con thân mến, ở tiết trước cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu về sự ra đời, tổ chức nhà nước cũng như đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. Trước khi đến với bài học ngày hôm nay, cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình theo dõi hình ảnh ở trên đây và cho cô biết hình ảnh trên gợi cho con nhớ đến truyền thuyết nào. Chính xác, đó chính là truyền thuyết An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy. Trong bài thơ Lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu thơ: An Dương Vương thế hùng vương, quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân. Vậy nước Âu Lạc đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Tổ chức nhà nước Âu Lạc có điểm gì giống và khác so với nhà nước Văn Lang, cũng như đời sống vật chất và tinh thần của cư dân ra sao? Cô và các con hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử quay trở lại quá khứ hàng ngàn năm trước để tìm hiểu với bài 13 Nước Âu Lạc. Ở bài này chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất là sự ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc. Cô và các con cùng đến với phần nội dung thứ nhất. A nhỏ, sự ra đời nước Âu Lạc. Các con lưu ý về thời gian. Nước Âu Lạc ra đời vào năm 208 trước công nguyên sau cuộc kháng chiến chống quân Tần. Điều này có điểm khác so với nước Văn Lang. Nếu như nước Văn Lang ra đời trên cơ sở những sự chuyển biến của đời sống sản xuất, xã hội có sự phân hóa cũng như nhu cầu làm thủy lợi, nhu cầu chống ngoại xâm, thì nước Âu Lạc lại ra đời sau cuộc kháng chiến chống quân Tần. Theo đó, vào cuối thế kỷ 3 trước công nguyên, quân Tần đã sang xâm lược nước ta. Lúc này thì thục phán là lãnh tụ, là thủ lĩnh của người Âu Việt, thì với sức mạnh cũng như là tài trí mưu lược của mình thì đã lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt đứng lên kháng chiến. Và lúc đó thì sau cái cuộc kháng chiến giành thắng lợi này thì thục phán đã lên ngôi xưng là An Dương Vương. Tên nước đặt là Âu Lạc. Tên Âu Lạc này là sự hợp nhất hai vùng đất của người Âu Việt và Lạc Việt mà thành. Kinh đô thì đặt tại Phong Khê, nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Sở dĩ đặt tại Phong Khê thay vì Phong Châu là bởi nơi đây là một cái vùng đất đông dân. Thêm vào đó thì việc đi lại thuận lợi, lại là trung tâm của đất nước. Nên chính vì vậy mà trong một cái bối cảnh đất nước đã thái bình thì nó rất thuận lợi cho cái sự phát triển. Bên cạnh đó thì sau khi rời đô về Phong Khê, nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, thì An Dương Vương đã cho xây dựng thành Cổ Loa, và thành Cổ Loa đã trở thành trung tâm của nước Âu Lạc. Các con có thể thấy được cái sự thay đổi kinh đô của nước Âu Lạc. Vị trí đó chính là Phong Khê, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội đây. Và hình ảnh các con đang quan sát đó chính là sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa. Có thể thấy là thành Cổ Loa có hình xoáy chôn ốc, bao gồm có 3 vòng thành khép kín, bao gồm có nội thành, trung thành và ngoại thành. Ở cái phần thành nội này chính là cái nơi mà sinh sống cũng như là làm việc của An Dương Vương và các con. Ngoài ra thì nếu như để ý cái phần chú thích màu xanh nước biển, chúng ta có thể thấy đây chính là các cái hào sâu. Cái hào này thì quanh năm đều có nước và cho thấy cái sự hiểm yếu của cái công trình kiến trúc này. Bên cạnh đó, cái phần chú thích màu đỏ đó chính là các cái ụ đất và các cái lũy thành gò. Nó khiến cho cái công trình này trở nên chắc chắn và có thể bảo vệ thành. Và cái việc xây dựng thành cũng là một cái điều rất là thú vị, khi mà tương truyền cho rằng là bị yêu quái quấy rối và sau đó thì phải nhờ đến thần Kim Quy giúp đỡ thì mới có thể xây dựng thành thành công được. Vậy thì cái lý do mà thành hay bị đổ cũng như là cái việc xây dựng thành sau đó mới thành công thì nó là nguyên nhân do gì? Liệu rằng có phải là giống như truyền thuyết tương truyền hay không? Thì điều này chúng ta sẽ cần phải xem xét lại. Xét ở một cái phương diện góc độ khác thì chúng ta có thể thấy là cư dân thời kỳ bấy giờ chưa có nhiều hiểu biết về kết cấu của nền móng. Thêm vào đó thì con người lúc đó thì cũng chưa có đất nung hay là vôi vữa như bây giờ. Mà với một cái lượng đất rất là lớn như vậy ở trên một cái nền đất mềm như vậy thì rõ ràng là nó sẽ rất dễ bị đổ. Vậy thì điều đó liệu rằng có phải là cái nguyên do khiến cho thành hay bị đổ, và sau đó thì con người bắt đầu là có cái sự thay đổi tư duy của mình thì thành mới có thể xây dựng thành công hay không? Thì chúng ta có thể tiếp cận vào những cái góc độ khác nhau để biết được cái lý do nào là thuyết phục nhất. Về tổ chức nhà nước Âu Lạc, quan sát sơ đồ thì các con có thể thấy là tổ chức nhà nước Âu Lạc có nhiều điểm tương đồng
so với nước ở Văn Lang, khi mà người đứng đầu cũng là vua, giúp việc cho vua có Lạc Hầu, Lạc Tướng, dưới là các bộ do Lạc Tướng đứng đầu và cuối cùng là các triền trại do Bổ Chính cai quản. Mặc dù vậy thì tổ chức nhà nước thời kỳ này đã có nhiều sự thay đổi so với thời kỳ Văn Lang. Biểu hiện là đứng đầu nhà nước là An Dương Vương thay vì Hùng Vương và đã có quyền thế cao hơn trong việc trị nước. Lãnh thổ được mở rộng hơn, lực lượng quân đội cũng khá là đông, vũ khí thì lại được cải tiến. Điều đó nó không chỉ thể hiện là cái sự vững chãi cũng như là công trình kiến trúc đồ sộ thành Cổ Loa, mà nó còn thể hiện ở cái việc đó chính là quân đội bao gồm bộ binh và thủy binh thì ngày đêm luyện tập. Đặc biệt là thời kỳ này còn có một cái loại vũ khí rất là đặc sắc, đó chính là nỏ Liên Châu, hay còn được gọi là nỏ thần trong truyền thuyết. Hình ảnh các con đang thấy đó chính là mô hình nỏ Liên Châu do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Tiền sử Đông Nam Á phục dựng vào năm 2010. Tương truyền rằng là chiếc nỏ này thì do Cao Lỗ, là một vị tướng ở thời kỳ Âu Lạc, đã tạo ra. Và chiếc nỏ này thì một lần có thể là bắn được nhiều phát. Và theo lĩnh nam chiếc quái thì cứ mỗi lần mà chĩa chiếc nỏ này về phía giặc thì quân giặc sẽ không dám tới gần. Đặc biệt là cái việc là người ta tự đặt ra một cái câu hỏi, đó chính là vậy thì cái sự thần kỳ của chiếc nỏ này liệu có giống như là truyền thuyết tương truyền hay không? Nó có xứng đáng cái tên đó chính là nỏ thần hay không? Thì đó sẽ là một cái câu hỏi sẽ cần phải nhiều sự nghiên cứu để tìm ra lời giải đáp. Tuy nhiên cái việc mà con người thời kỳ bấy giờ đã biết sử dụng đồ đồng để có thể tạo ra một cái loại vũ khí rất là sắc nhọn, các con có thể thấy là ở đầu mũi thì đều được bịp bằng đồng rất là sắc nhọn và đặc biệt là có ba góc cạnh. Bên cạnh đó thì cái việc mà sự đầu tư công sức của An Dương Vương để có thể xây dựng và phát triển quân đội mạnh cũng như vũ khí được cải tiến, đấy là một cái điều mà hoàn toàn có thật và chúng ta đáng để có thể là công nhận. Về đời sống vật chất tinh thần của cư dân Âu Lạc ra sao thì để các con hình dung được rõ một cái bức tranh thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 nhỏ. A. Đời sống vật chất của cư dân Âu Lạc. Dựa trên cơ sở những thành tựu đã có từ thời kỳ Văn Lang thì nông nghiệp và thủ công nghiệp thời kỳ này vẫn khá phát triển. Nghề xây dựng cũng như là nghề làm gốm cũng đã được cải thiện và phát triển rất nhiều. Đặc biệt thì con người thời kỳ bấy giờ thì cũng đã biết gieo trồng lúa cũng như là các loại trái cây. Bên cạnh đó thì nghề đúc đồng và luyện kim cũng rất là phát triển. Hình ảnh các con đang thấy đó chính là hình ảnh lưỡi cày đồng Cổ Loa. Lưỡi cày thì có thể nói là một trong những cái loại mà nông cụ rất là phổ biến ở thời kỳ bấy giờ. Và cái việc phát hiện lưỡi cày đồng với số lượng rất là lớn có thể cho ta thấy đó chính là cư dân thời kỳ bấy giờ đã biết cày ruộng và có thể là họ đã sử dụng sức kéo của động vật để có thể là kéo cày. Mũi tên thì cũng là một trong những cái loại vũ khí sắc nhọn mà được sử dụng khá là phổ biến. Mũi tên đồng thì cũng được tìm thấy rất là nhiều ở thành Cổ Loa với cái số lượng lên tới hàng vạn mũi tên. Và chúng ta có thể thấy là cái việc mà phát hiện ra các cái mũi tên này có thể cho ta biết được cái cách đánh cũng như là nghệ thuật quân sự của cư dân thời kỳ bấy giờ. Về việc ăn uống thì bên cạnh cái món ăn mà chúng ta đã từng biết rất là quen thuộc như là cơm nếp, cơm tẻ, rau, thịt, cá thì bên cạnh đó họ đã có các loại trái cây cũng như là biết làm muối, mắm cá, dùng gừng làm gia vị và cho đến tận thời kỳ ngày nay thì những cái gia vị này cũng là những gia vị rất là quen thuộc và gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Việc ăn mặc thì nghề dệt rất là phát triển, con người ta thường là mặc các loại vải được làm từ sợi đay và tơ tằm. Đồ dùng sinh hoạt thì cũng đã có phần phong phú và đa dạng hơn với việc sử dụng đồ dùng được làm bằng gốm, tre, nứa, lá. Về đời sống tinh thần thì tín ngưỡng phong tục tập quán vẫn được duy trì và phát triển với rất là nhiều những cái phong tục tập quán cho đến tận thời kỳ ngày nay nó vẫn được bảo tồn như là truyền thống gói bánh chưng, bánh dày vào dịp Tết hay là truyền thống có một số các cụ thì vẫn là nhuộm răng đen hay tục ăn trầu. Lễ hội thì ở đây có rất là nhiều lễ hội được tổ chức vào hàng năm.
Và để có thể là tưởng nhớ công lao của An Dương Vương cũng như thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, và để có thể là bảo tồn, duy trì, giữ gìn và phát huy những cái hoạt động văn hóa truyền thống cũng như là những cái giá trị di sản vật thể và phi vật thể của di tích Thành Cổ Loa Đông Anh Hà Nội, thì ngày nay cứ vào dịp ngày 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm thì cư dân lại tổ chức lễ hội Cổ Loa, và nếu như có dịp thì các con có thể đến đây để trải nghiệm trong một cái hoàn cảnh là có thể là dịch bệnh đã vơi đi rất là nhiều. Ở đây chúng ta có thể thấy đó chính là toàn bộ những cái kiến thức ở trong bài ngày hôm nay các con cần lưu ý, và để các con có thể luyện tập được những kiến thức thì cô cũng có những câu hỏi luyện tập dành cho các con. Câu hỏi số 1, nước Âu Lạc ra đời vào khoảng thời gian nào? A. Thế kỷ 7 trước Công Nguyên. B. Năm 208 trước Công Nguyên. C. Cuối thế kỷ 3 trước Công Nguyên. Hay D. Là năm 208. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đó chính là năm 208 trước Công Nguyên, sau cuộc kháng chiến chống quân Tần. Câu hỏi số 2, kinh đô của nước Âu Lạc là A. Phong Khê Cổ Loa Đông Anh Hà Nội ngày nay. B. Phong Châu Việt Trì Phú Thọ ngày nay. C. Thăng Long Hà Nội. Hay D. là Hoa Lư Ninh Bình. Nếu như nhớ đến các lý do thì chúng ta sẽ biết ngay đó chính là Phong Khê Cổ Loa Đông Anh Hà Nội, bởi nơi đây vừa là nơi đông dân, việc đi lại thuận lợi, lại là trung tâm của đất nước. Câu hỏi số 3, người đứng đầu nước Âu Lạc là ai? A. Hùng Vương. B. An Dương Vương. C. Hồ Chí Minh. Hay D. là Lý Thái Tổ. Chắc chắn chúng ta không thể nhầm lẫn được, đó chính là An Dương Vương, hay còn được gọi là Thục Phán. Câu hỏi số 4, vũ khí đặc sắc nhất của nước Âu Lạc là A. Nỏ Liên Châu. B. Kiếm thần. C. Đũa thần. D. là súng thần. Đáp án của chúng ta đó chính là Nỏ Liên Châu, hay còn được gọi là Nỏ Thần. Câu số 5, ý nào sau đây không đúng khi đề cập đến sự khác biệt giữa tổ chức nhà nước Âu Lạc so với nhà nước Văn Lang? A. Vua có quyền thế cao hơn trong việc trị nước. B. Lãnh thổ mở rộng hơn. C. Lực lượng quân đội khá đông, vũ khí được cải thiện. Hay D. là cả nước được chia thành nhiều xã. Ở câu hỏi này thì chúng ta có thể làm phép loại trừ. Ý A chúng ta có thể lấy là rất là chính xác. Ý B. lãnh thổ mở rộng hơn chắc chắn rồi. Ý C. vũ khí được cải tiến chúng ta đã biết đến Nỏ Liên Châu rồi. Và chỉ còn ý D là có phần hơi sai sai, đó chính là cả nước chia thành nhiều xã. Bởi cả nước chia thành ở đây đó chính là nhiều bộ do Lạc tướng đứng đầu, dưới là cái triển trại cơ. Thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đó chính là D. Cả nước chia thành nhiều xã. Và câu hỏi này thì cũng đã khép lại buổi học của chúng ta ngày hôm nay. Cô cảm ơn các con đã chú ý đón xem. Nếu như mà có thắc mắc gì, các con có thể để lại bình luận ở phần bên dưới để cô có thể là giải đáp cho các con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.